Ai? Anh ấy. Trang Kim. Ai cô đẹp. Hai. Như hai. Hai. Mình lấy hết hai con nhỉ luôn nha mọi người. Hai. Hai. Ở đây cái gì đó nè. Y tế. Y tế. Đừng quên nè. Hai. Yo, chỗ nổi tiếng là YouTuber. Yo, chỗ này chỗ sao cả cái này. Hai. Mình lấy cái gì mà? Quỳnh sẽ cho xả vào bên trong nồi, mình sẽ dàn ra cho nó đều. Rồi bây giờ mình sẽ cho cua vào. Cua thì Quỳnh cho vô thì Quỳnh sẽ để nó nằm ngửa lên nha, cho mấy cái gạch của nó không có chảy ra ngoài nha mọi người. Nó bự quá cho nên hôm nay hả mình phải để vô cái nồi bự như thế này á. Hôm nay thì Quỳnh sẽ hấp với lại rượu soju nha mọi người. Rượu soju này là rượu soju của Nhật nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho vô rượu soju và xả. Không biết thì cái vị nó sẽ như thế nào đây. Hôm nay thì Quỳnh cũng ăn lần đầu tiên luôn. Quỳnh thấy những kênh kia thì hấp tôm và cua nha mọi người. Ở Nhật thì cũng có rượu soju nhưng mà không biết như thế nào. Mình cho là nửa bình nè. Rồi bật lửa lên nấu này. Rồi. Bây giờ chờ chín thôi. Trong thời gian mình hấp cua bên kia thì bây giờ mình sẽ làm nước chấm. Hôm nay thì mình sẽ ăn với muối ớt chanh nha. Khoảng 3 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối. Rồi tiếp đó mình sẽ cho ớt vào. Ớt đây mình điều chỉnh, mình ăn cay nhiều mình cho nhiều, ăn cay ít cho ít nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho chanh vào. Chanh ở đây thì mình cho là khoảng 2 miếng nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn. Ngọt ngọt mặn mặn là được nha mọi người đó. Thì mình có được một chén muối ớt chanh để chấm với lại cua. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Cái chân trước thì mọi người. Mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Trời ơi. Đó. Rất ràng cái mọi người. Thịt không. Nó thơm cái mùi rượu đó mọi người. Mà hôm nay mình hấp thử với rượu. Không biết ăn xong chút có quá cần câu không chạy. Thông thường người ta hay nói cái từ á mọi người là bơm nhậu á, là nhậu là quất cần câu nha. Hôm nay mình ăn cua mà mình quất cần câu thì nó mới lạ. Nói gì thì nói, cho dù là nó là rượu soju là rượu nhẹ nhưng mà nó vẫn là rượu nha mọi người. Nó vẫn là rượu cho nên là mình vẫn có thể xỉn như thường nha, nếu mà người nào yếu yếu nha. Đó, rút ra nè. Đây. Đó, được như đây nha mọi người. Ở trong không còn gì mọi người. Trời ơi. Ngọt thịt mà, ngọt thịt. Giá hôm nay Quỳnh mua là hai con như thế này mọi người. 4 triệu nha. Cua tuyết tươi giá mắc lắm mọi người, chứ không có rẻ nha. Thì Quỳnh đi chợ đó, thì Quỳnh đi chợ buổi sáng á cho nên là Quỳnh về Quỳnh làm tôm, Quỳnh ăn buổi trưa.
xong rồi tối mình ăn món này đó mọi người, là cùng một ngày luôn đó. Đã chưa, đã quá mọi người, nó ngọt giả man, chấm với miếng nước mắm nè, lộn, chấm với miếng muối ớt nè. Trình độ rút cua chưa được chuyên nghiệp nhưng mà không, những con cua này nó được cái chan được cái chân nha mọi người, nói với cua hoàng đế phần mình ăn được không được nhiều mọi người, hầu như là chân là chính nha. Thơm dễ sợ mùi rượu mọi người, thơm mùi rượu dữ lắm. Mình quên, mình phải cắt này chút xíu thôi, mình xoay, mình rút ra nó dính cái trong hết giờ mà thiệt. Bà Quỳnh chán bà ghê, cô Tuyết này thì bên Việt Nam mắc mà, còn ở bên Nhật á tùy mùa nha mọi người, mùa đông á thì nó mới rẻ, còn bây giờ mới vô mùa thu đầu mùa nó có củ tuyết nhưng mà giá không có rẻ cho lắm nha mọi người, cho nó rớ. Giá không có rẻ cho lắm, hai con mà 4 triệu thì hai con gần 4 triệu nha mọi người, thì tính ra không rẻ nha. Ngon quá mọi người. Thông thường thì ở Nhật nó có bán mấy cái loại cua tuyết đó mọi người, trời ơi. Nó có bán mấy loại cua tuyết mà người ta đã luộc qua hết rồi đó, những cái loại đó ăn cũng được, nhưng mà khi mình về mình chỉ có thể là mình hấp sơ lại thôi. Nó dính cái thịt ở trong hết mọi người, ở trong nè, thịt cũng chắc lắm luôn á. Quỳnh hôm nay Quỳnh mua cua là mới qua đầu tháng à, không có trăng à, cho nên cua nó cũng chắc nha, mua chúng mới đợt có trăng á, cua ấp ạp nè, trời ngọt. Chắc do mình hút nước rồi mình ơi, cho nên mình rút không được ta, đúng ta đó, trời rút không được mà. Cái phần ở trên đây cũng cua mà hầu như mình không có gì ăn mọi người. Thông thường mình mua mấy con cua tuyết á, đợt nào về cũng thấy có rất là nhiều gạch luôn, không biết hai con là như thế nào nữa. Ăn cua này thèm cua Cà Mau Việt Nam quá. Nói chung ở đâu mình ăn biết mình quen mọi người. Giống như ở bên Việt Nam mình á thì cua tuyết không có, hầu như là nhập đó mọi người. Cho nên á mọi người ăn mọi người cảm thấy nó ngon, còn bữa nay mình ăn hoài thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà còn nếu mà mình ở bên đây thì không có cua Cà Mau á, bởi vì cua Cà Mau bên đây mà có được chắc ngon dữ lắm mà, lâu bị ghiền rồi, đường về còn xa quá, kiểu này nhịn tới năm sau luôn mọi người. Công nhận khó rút thiệt mọi người, nó cứ ngắt luôn mọi người. Hay là lý do tại vì Quỳnh hấp rượu cho nên bây giờ mình không rút được ta, hay là rượu nó thấm vô trong vỏ ta, nó làm cho mình khó rút ta. Thông thường thì con này dễ rút lắm mọi người, mà không biết sao hôm nay Quỳnh không có rút được mọi người. Có mình nào biết chỉ Quỳnh đi. Nè, Quỳnh cũng phải ăn về gầy nè mọi người. Đó. Không hiểu nổi mọi người. Để cái phần này ra. Trời, thấy cũng có gạch lắm nha mọi người. Thấy cũng có gạch lắm nha. Nhưng mà không biết là gạch nhiều hay không đây. Rồi bẻ ra nè. Ở trong nhiều nước lắm mọi người. Ở trong nhiều nước. Wow. Ở trong nhiều nước. Ừ.
cho mọi người xem. Đây cho mọi người xem, ở trong thiệt là nhiều nước mọi người. Đây nè. Múc. Trời ơi, nó ngọt mọi người. Đã nha. Mình sẽ cắt bỏ phần này. Hầu như khi mà mình ăn cái chân á mọi người, mình rút ra thì nó cũng ra luôn cái phần thịt rồi đó. Cho nên cái phần này khi mà mình cắt ra, ở trong nó không có được nhiêu hết trơn, ít lắm. Cua tuyết phần như mình rút là rút hết luôn mọi người. Nè, mình rút ra cái chân nó ra hết luôn, cho nên ở trong không còn nhiêu nha. Công nhìn cái cua tiết nó ngọt thôi mà. Nó ra chung với phần chân hết rồi, cho nên phần thịt không được nhiều hết. Chấm cay cay mới ngọt. Mình sẽ ăn tới con thứ hai nha mọi người. Giờ vô mình sẽ ăn hai cái càng trước nha. Ngon quá xá. Con này có vẻ chắc hơn còn nãy mọi người. Con này có vẻ chắc hơn còn nãy. Ui, ở trong cũng chắc ghê mọi người. Chắc ghê đúng mọi người. Bỏ vô. Ngon quá. Trời, nó cay giả mai mọi người. Hôm nay mình bỏ có 5 chiếc ớt chứ nhiều mọi người. Cay giả mang thiệt. Trời ơi. Nó chắc. Múc là một muỗng mọi người, đã ghê không? Không được luôn. Không rút được mà. Chắc do mình hấp rượu rồi mọi người. Nãy giờ mình rút hầu như con nào cũng bị xúc rồi hết trơn. Nó làm oxy hóa cái phần vỏ rồi. Trời ơi, nó cài. Cài giả mày mà. Phần thịt ở bên trong mà. Chắc mà rút không được. Mm-hmm.
vẫn không rút, vẫn không rút được nha mọi người, vẫn không rút được luôn. Trời, nó cay mà đã. Cái phần bụng của nó mọi người, không biết nó có thấm rượu hay sao mà nó nghe mùi rượu dữ lắm. Nó nghe mùi rượu thôi chua khủng khiếp luôn á. Đó, đây ở bên trong nha mọi người, đó đã kìa chưa, cài ghê đó, được một đống mà gạch luôn. Cái phần này, phần miệng mà bỏ phần này nha mọi người, nó ra trời ơi, ở trong gạch bao la mà hấp gạch không đã. Quá sao đã à, trời ơi đập nó gạch rớt lợp đợp. Mà gạch rất là đập đó, để cho hút hết à. Mình cho vô một lần cái mình hút nó mới đã nha mọi người. Ăn không nói gì thì sẽ bị nói là lo ăn không nói gì, mà ăn mà nói quá thì sẽ bị nói là nhiều chuyện, lo ăn đi. Cho nên giờ không biết làm sao để vừa lòng mọi người, mọi người đọc nhiều cái comment thấy vậy mọi người, giờ không biết làm sao. Bây giờ làm video mà kêu không nói thì đó chỉ là những cái kênh mà người ta quay về hình ảnh thôi nha mọi người,
Còn kênh của Quỳnh là vừa chế biến vừa ăn, cho nên vừa ăn là phải nói nha. Hết rồi nha. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.